Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là một kênh chuyên test và review cũng như chia sẻ về kỹ thuật chơi audio được phát trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn vào lúc 11 giờ trưa. Và thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì Tiến Dũng nhận được rất nhiều các câu hỏi xoay quanh chủ đề có nên sử dụng một chiếc equalizer cho cái hệ thống âm thanh nghe nhạc và hát karaoke gia đình mình không. Và cũng có rất nhiều các ý kiến tranh luận trái chiều ở trên các group, các diễn đàn. Ví dụ như có một số anh em cho là khi mà đưa một chiếc equalizer vào thì âm thanh nó sẽ bị méo tiếng, nó sẽ không rõ nét, nó sẽ không trung thực. Và cũng có một số ý kiến cho rằng khi mà chúng ta hỗ trợ một chiếc equalizer loại tốt vào thì âm thanh nó sẽ nhạc tính nó sẽ lung linh hơn và tiếng nó sẽ định tai hơn. Chính vì vậy ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ làm video ngắn này để chia sẻ cùng anh em quan tâm về đề tài có nên sử dụng equalizer hay không. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Và ở trong video này thì Tiến Dũng sẽ chia ra làm hai phần. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ test âm thanh của việc một dàn âm thanh không có equalizer, và sau đó tôi sẽ mở chiếc equalizer này lên để chúng ta nghe được âm thanh mà khi nó đi qua một chiếc equalizer. Và ở cuối video này thì Tiến Dũng sẽ có những ý kiến chia sẻ cùng quý vị và các bạn về đề tài này. Xin mời quý vị và các bạn sẽ đến với đoạn test âm thanh ngay bây giờ. Ngày nay tôi sẽ sử dụng những thiết bị sau đây để thực hiện bài test này. Đó là một cặp loa Yamaha NS1000 monitor, đây là dòng loa kiểm âm. Một chiếc âm ly Danon S10 chơi và một giải mã DC Topping D50S có mức giá chỉ trên 5 triệu. Và một chiếc equalizer bình dân mức giá chỉ ngoài 4 triệu. Quý vị lưu ý là đây là video chia sẻ về kỹ thuật chơi âm thanh, không phải video bán hàng. Chúng ta sẽ cùng đến với đoạn test âm thanh không có lọc xì, tức là không có equalizer. Tình quen
equalizer lên. Của hai đoạn nhạc, một đoạn nhạc ban đầu là không có equalizer và đoạn thứ hai thì tôi đã mở chiếc equalizer lên để cho nó hỗ trợ cái hệ thống âm thanh này. Thì anh em đã nghe được những âm thanh của việc có và không có equalizer. Thế như anh em đều biết là với một chiếc equalizer, tức là một lọc xì, sau đây chúng ta sẽ gọi chung là lọc xì cho nó bình dân với mọi người. Với một chiếc lọc xì thì nó được sinh ra là để hỗ trợ những dàn âm thanh thiếu tiếng bass, tiếng mix, tiếng chép. Và đây chính là một cái thiết bị là để cân bằng âm thanh, tăng các giải tần như mong muốn và lọc bớt tiếng xôi xì cho một hệ thống dàn âm thanh nghe nhạc hay hát karaoke cũng vậy thôi. Và câu hỏi đặt ra ở đây là tôi có nên sử dụng một chiếc lọc xì hay không? Thì với lời khuyên của tôi là đối với những anh em đã có những dàn âm thanh đắt tiền với những đầu CD vài chục triệu, với những loa vài chục triệu và với những âm ly vài chục triệu, là chúng ta đã thấy được cái tầm vóc dàn âm thanh đó hàng trăm triệu, thì theo tôi anh em không cần phải đầu tư thêm một chiếc lọc xì. Còn đối với những dàn âm thanh bình dân hơn, anh em sử dụng với nguồn nhạc mạng, nguồn nhạc từ TV, từ điện thoại, từ máy tính, thì chúng ta rất cần có sự hỗ trợ của hai thiết bị. Một là giải mã DC, tức là giải mã từ cổng quang hoặc cổng Bluetooth để làm cho âm thanh nó hay lên. Và hai là một chiếc lọc xì, tức là equalizer, để tăng các giải tần âm sắc để phù hợp với những người nghe hơn. Thì đối với những dàn âm thanh mà có được sự hỗ trợ của hai thiết bị này và hỗ trợ cho các dàn âm thanh bình dân thì âm thanh nó sẽ tốt lên rất nhiều. Và như hồi nãy giờ Tiến Dũng có nói là đối với những anh em sử dụng những dàn âm thanh hàng trăm triệu thì chúng ta không cần phải mua lọc xì nữa. Còn đối với dàn âm thanh bình dân thì chúng ta hãy cứ nên có hai thiết bị. Một là giải mã DC chuyên nghiệp
và hai là equalizer, tức là lọc xì. Và một số anh em cũng hỏi Tiến Dũng là nếu như ở nhà tôi do cái điều kiện tài chính nó không cho phép để sự lựa chọn cả hai thiết bị này để hỗ trợ cho dàn âm thanh nghe nhạc hát karaoke thì tôi nên lựa chọn món nào, thì nhân đây Tiến Dũng cũng xin trả lời luôn là đối với anh em chưa có đủ điều kiện để mua cả hai món thì chúng ta hãy nên mua một chiếc DAC giải mã trước, và mai mốt có điều kiện thì chúng ta sẽ trang bị thêm cho hệ thống âm thanh gia đình mình một chiếc equalizer sau, hoặc có thể là khi một cái DAC loại tốt 5 triệu 10 triệu mà khi anh em trang bị vào âm thanh nó đủ tốt rồi thì chúng ta cũng không cần phải mua thêm một chiếc lọc xì nữa. Trên đây là những ý kiến chia sẻ của Tiến Dũng về chủ đề equalizer có cần thiết cho hệ thống nghe nhạc và hát karaoke hay không. Và Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có các câu hỏi có liên quan đến các chủ đề về kỹ thuật chơi audio, hãy để lại dưới phần bình luận và tôi sẽ tổng kết lại những chủ đề nào anh em quan tâm nhiều thì tôi sẽ ra những video để chia sẻ với quý vị và các bạn về kỹ thuật chơi audio. Xin chào và xin cảm ơn.